Rồi chào các bạn ạ. Để ngày hôm nay có tin gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Những ngày gần đây ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung nóng kinh khủng các bạn. Ngày hôm nay nhiệt độ cũng 38-39 độ. Ở Hà Nội mình nghe thông tin nóng cũng rất là kinh khủng. Chưa biết bao giờ có thể kết thúc đợt nắng nóng này. Và một vấn đề cũng rất là nóng luôn. Nóng cũng giống như đợt nóng vừa rồi. 15 giờ chiều hôm nay á, giá xăng của chúng ta tăng lên một kỷ lục mới, đắt đỏ chưa từng có. Ngày hôm nay từ 15 giờ các bạn biết là giá xăng 92 chúng ta tăng 190 đồng lên 31.300 đồng. Xăng 95 tăng 500 đồng một lít. Lập kỷ lục là 32.870 đồng. Dầu diesel cũng tăng 990 đồng lên 30.010 đồng. Chưa bao giờ giá diesel chúng ta cao đến như vậy. Dầu hỏa tăng, dầu mazut tăng, tăng hết. Cứ giữ miết cái đà tăng như thế nào nó các bạn là cuối cùng là dân khổ thôi chứ không ai khổ hết các bạn này. Rồi về điều hành chính phủ gặp rất là nhiều bất lợi nữa. Tại vì lạm phát nó sẽ tăng. Hàng hóa nó cứ bắt theo cái đà này nó tăng. Mình nghe thông tin đó là chính phủ đang làm một cái dự thảo nghị quyết để trình thường vụ quốc hội thông qua giảm bớt xăng dầu, giảm bớt cái tiền thuế môi trường đó các bạn. Nghe nói đâu là giảm tầm tầm khoảng 500 đến 1.000 một lít nè. Thực sự mình thấy không hiểu vì sao cái cách điều hành của mình nó rất là chậm các bạn. Các bạn để ý các bạn thấy đó. Tăng giá thì giao cho chính phủ mà để giảm giá một lít xăng dầu thì giao cho quốc hội và thường vụ quốc hội. Các bạn thấy nhiều khi nó bất cập. Từ đầu năm bây giờ các bạn biết là tăng lần lần thứ bảy rồi, tăng nó về về tăng liên tục như vậy, tăng rất là nhanh luôn. Nhưng mà mỗi lần giảm mấy trăm đồng đó các bạn là phải thông qua tới quốc hội. Vì sao chúng ta không giao cho chính phủ thực hiện cái việc này luôn cho nó nhanh nó gọn? Quốc hội là kiểm soát thu chi, kiểm soát dòng tiền. Những công trình lớn phải thông qua quốc hội, những dự toán lớn phải thông qua quốc hội. Còn có việc điều hành xăng dầu này theo mình là đó là quan điểm của mình thôi các bạn ạ. À. Là giao cho chính phủ làm cho nó nhanh nhất. Giảm có ngàn hai ngàn mà phải qua đến quốc hội. Thật là mất nhiều thời gian vô cùng. Ngày nay mình chia sẻ với các bạn một bài nói về bất động sản ạ. Ngày nay mình thấy một cái bài khá là hay các bạn. Bài này có cái tiêu đề như thế nào các bạn này? Vội vàng đặt cọc khi hàng xóm khang nức nở, nhà đẹp thế này thế kia, nhưng mà 7 ngày sau xem lại mới phát hiện sự thật một điều thật là khá bất ngờ. Có nghĩa là khi đi mua nhà thì hai vợ chồng anh này cũng rất là cẩn thận. Trước khi đặt cọc là phải hỏi hàng xóm láng giềng này nọ, nói chung là theo đúng bài vở thì hàng xóm láng giềng cũng khang nức nở, ô nhà này đẹp, ok ngon lành. Nhưng mà vài ngày sau đi kiểm tra lại thì mới phát hiện ra những điều không thể ngờ được. Các bạn thấy có điều lạ lùng không? Để mình chia sẻ với các bạn vì sao có câu chuyện như vậy. Cách hôn được 4 năm này, khi đứa con nhỏ chào đời, hai vợ chồng chị Hồng ở Hà Nội bắt đầu mới lên kế hoạch mua nhà. May mắn là từ khi lập gia đình, vợ chồng chị cũng được một người họ hàng, người thân á, cho ở nhờ trong một khu chung cư ở ngay trung tâm Hà Nội. Nhưng mà vợ chồng chị Hồng vẫn quyết định để tìm một căn nhà riêng cho mình để ở lâu dài. Cái này là một điều hết sức bình thường các bạn. Còn anh em bà con thì họ chỉ giúp mình một cái đoạn nào thôi. Chứ còn nhà trước sau gì thì mình cũng phải trả lại cho họ. Đến đầu năm 2022, nói chung là hai vợ chồng đã tiết kiệm được khoảng 1 tỷ đồng. Bên nội bên ngoại hứa cho mượn cho vay gì đó từ 500 đến 700. Thì hai vợ chồng vạch ra mức tài chính tối đa để mua căn nhà là từ 2 đến 2,5 tỷ đồng. Và chấp nhận vay thêm ngân hàng là từ 500 đến 800 triệu đồng nữa. Nói chung mọi thứ rất là bài bản. Thu nhập của hai vợ chồng chị Hồng vào khoảng 25 triệu đồng một tháng. Như vậy là sau khi trừ những cái khoản trả ngân hàng thì thu nhập vẫn gọi là vừa đủ
cho chi phí sinh hoạt gia đình, nuôi con nhỏ. Như vậy là hai vợ chồng này tính toán cũng rất là chi li. Tuy nhiên, ở thủ đô Hà Nội để tìm một căn nhà từ 2 đến 2,5 tỷ đồng là một điều vô cùng khó, không hề dễ dàng. Đặc biệt là một người chưa có kinh nghiệm nữa. Cho nên là sau 2 năm nhưng mà vẫn chưa tìm được một căn nhà như ý. Nhưng mà có một lần mua hụt cũng khiến chị Hồng nhớ đời. Đó là vào tháng 2 năm 2022, vợ chồng chị được một người môi giới là một người bạn chào mua một căn nhà diện tích là 28m² ở khu vực Cầu Giấy với giá là 2,3 tỷ đồng. Lúc vào xem nhà, hai vợ chồng đều rất là ưng ý vì vị trí nó rất là thuận lợi ngay gần trường mầm non và nơi hai vợ chồng đi làm. Căn nhà được thiết kế 3 tầng, gồm một tầng bếp, có phòng để xe, phòng khách, còn tầng 2, tầng 3 được thiết kế mỗi tầng một phòng ngủ và có nhà vệ sinh. Tuy căn nhà đã cũ nhưng mà nhìn cơ bản vẫn ổn. Nếu có tiền tu sửa lại thì nói chung rất là đẹp. Để chắc chắn, chị Hồng cũng không ngần ngại hỏi hàng xóm xung quanh về căn nhà, đồng thời tìm hiểu thêm về trước đó xem căn nhà này đã từng xảy ra vấn đề gì hay là không. Đọc được kinh nghiệm trên mạng, hai vợ chồng dò hỏi hàng xóm xung quanh. Hỏi ba người hàng xóm thì ai cũng khen căn nhà này có lộc có lá. Vì có lộc nên chủ nhà đã mua được một căn biệt thự, đặc biệt là căn nhà này được hàng xóm khen thiết kế đẹp, an ninh đảm bảo. Tóm lại là như vậy. Về nhà thì cả hai vợ chồng đều thấy ưng căn nhà. Tuy nhiên, chị Hồng cho biết chị vẫn chưa chắc chắn quyết định vì chị mới xem nhà chỉ có 2 lần thôi. Hai hôm sau, anh chồng thông báo là đã đặt cọc có người môi giới là người bạn đó rồi. Chồng chị khẳng định đây là một người bạn học cùng cấp 3 nên hoàn toàn an tâm về pháp lý, giá cả của căn nhà. Vì tin tưởng bạn cho nên chồng chị cũng rất là chắc chắn, không có lo gì về cái việc đặt cọc. Tuy nhiên, thấy chồng mình xuống cọc rất là nhanh cho nên chị Hồng cũng rất là lo lắng. Thì 7 ngày sau, mượn được người môi giới một cái chìa khóa, cũng muốn quay lại cái căn nhà cũ để xem là như thế nào. Nhưng mà khi đến ngõ thì anh chồng gặp ngay có người hàng xóm, có người mà khen căn nhà nức nở đó. Nhưng mà anh hàng xóm này là ảnh là quen cái anh chồng của chị Hồng này đi, ảnh tưởng là anh khách mới. Cho nên ảnh nói một câu chuyện như thế này: căn nhà đó có người đặt cọc rồi, mai mà cháu là người đến sau không mua phải căn nhà đó là vì căn nhà này nó đã xuống cấp rồi. Hỏi qua thì chủ mới cho biết là cái móng mà này nó hỏng hết trơn rồi. Mua là ở lâu dài nó không có yên tâm, gia cố là nó mất thêm rất là nhiều tiền nữa. Thì sau khi tìm hiểu thêm thông tin, anh chồng này mới biết á, thì hóa ra chủ nhà, có người mà bán căn nhà này, người ta hứa hẹn với anh hàng xóm á, hứa hẹn trả một cái khoản tiền cho những người hàng xóm xung quanh. Nếu có ai đến mua nhà là hãy nói căn nhà này rất là tốt, tổng cho một ít tiền. Nhưng mà khổ nổi là chủ nhà này nó nhận cọc rồi, thì giữa cái anh chủ nhà và cái người hàng xóm này xảy ra mâu thuẫn vì số tiền anh ta hứa là anh không trả cho cái anh hàng xóm cũ này, cho nên cả anh xóm cũ này anh lại đi tố ngược lại. Các bạn thấy chuyện có đau đào không nè. Sau đó là hai vợ chồng này mới đề nghị thỏa thuận rút lại cái phần tiền cọc này. Đó là một bài học kinh nghiệm khi đi mua nhà. Đó, thì qua cái bài này mình có một vài ý mình chia sẻ thêm với các bạn như thế này. Chúng ta không quá quan tâm câu chuyện này có thật 100% hay là không, mà cái quan tâm nhất là chúng ta có thêm một vài cái kinh nghiệm nho nhỏ nữa để cho chúng ta đi khảo sát và mua được một cái nhà như ý. Nó có một vài cái mình chia sẻ, mình rút ra từ bài học ở đây như thế này các bạn này. Đi mua nhà thì chúng ta nhờ người quen bạn bè có khi là tốt, nhưng có khi là lợi bất cập hại. Tại vì tâm lý chúng ta dễ dàng tin tưởng một người bạn hay là một người quen hơn là một người lạ. Vì quen biết cho nên chúng ta sinh ra tâm lý không có đề phòng, hay là gặp cái điều gì chúng ta chưa vừa ý á, cũng vì tâm lý nể nang cho nên chúng ta có khi xê xoa bỏ qua. Sau này lỡ cái bất động sản đó không gặp những cái trục trặc gì nhiều, chúng ta khắc phục được thì chúng ta còn tình bạn. Nhưng mà lỡ gặp sự cố rủi ro nó lớn hơn thì sau này chúng ta vừa mất tiền rồi mất luôn cả tình bạn.
Cái rủi ro nó nằm ở chỗ này các bạn này, nó là vừa mất tiền rồi mà còn vừa mất cả người quen người thân nữa. Các bạn đừng có suy nghĩ rằng gặp người môi giới lạ là khó làm việc, nhưng thực chất càng lạ là càng dễ làm việc. Các bạn thấy có bất ngờ không? Nhưng mà sự thật nó là như vậy đó các bạn. Nếu thật sự các bạn có một chút kiến thức nữa thì mình nghĩ các bạn gặp những người lạ có khi là dễ làm việc hơn người quen người thân. Nó có một vài ý như thế này các bạn này. Khi gặp người lạ là tinh thần cảnh giác của chúng ta sẽ cao hơn là những người quen người thân. Rồi chúng ta cũng không sợ mất lòng gì họ hết. Nếu anh làm tốt thì tôi với anh hợp tác. Còn trường hợp nếu anh không tốt thì tôi lại đi tìm người khác. Rồi hai bên chia tay với nhau cũng thật là nhẹ nhàng. Còn cái chỗ thâm tình hơn thì chúng ta có thể gửi cho họ một cái phong bì nhẹ nhẹ vậy đó, gọi là chúng ta trả cái công cho họ. Tại vì họ cũng siêng năng, họ cũng nhiệt tình, họ đi tư vấn, người ta dẫn mình đi khảo sát bất động sản này nọ để cho người ta trả thêm cái tiền xăng dầu. Thì cái này mình nghĩ cũng rất là hợp lý thôi. Cho nên các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng người lạ khó làm việc, thực chất người lạ là dễ làm việc hơn. Các bạn không có sợ mất làm gì hết, chứ người thân là nói bạn có khi là rất khó làm việc. Đó là chưa nói chuyện người thân là có nhiều anh ba lanh nữa, anh kê giá vào đó không ai nói trước được các bạn. Các bạn đừng nghĩ rằng người thân người quen là người ta thật tâm thật tình. Các bạn phải hiểu một điều rằng cái nghề môi giới bất động sản là mong cái bất động sản đó giao dịch thì họ mới có được cái tiền, họ mới có được cái tiền hoa hồng. Chứ không phải là các bạn đừng nghĩ là mọi thứ tốt đẹp hết đâu, chưa chắc đâu. Mình không bao giờ mình nói họ là xấu, nhưng mà các bạn phải hiểu một điều rằng họ luôn luôn có động lực để mong muốn cái giao dịch bất động sản đó xảy ra. Đó, thì có những điều tốt đẹp người ta nói mình, nhưng mà có những cái thế này nọ người ta chưa chắc gì người ta nói mình. Ý thứ hai mình chia sẻ với các bạn á, khi đi mua nhà là chúng ta phải nên hỏi hàng xóm láng giềng là một điều rất là tốt. Tại vì hàng xóm là những người ở xung quanh lân cận. Cái gì của gia chủ thì họ là một người nắm tương đối rõ nhất. Thì trong cái bài này chia sẻ hai vợ chồng của chị này, mặc dù đã hỏi đến ba người nhưng mà vẫn bị có những sai sót. À, thì ra là cái anh gia chủ này anh cũng rất là trên cơ, có nghĩa là anh hứa anh bỏ bì có người hàng xóm này, có ai tới mà hỏi cái căn nhà này là phải nói căn nhà này rất là tốt để anh bán cho được. Các bạn hiểu là như vậy. À, nhưng mà cuối cùng là anh cũng chơi qua lấy, anh thất hứa cho nên cuối cùng mới sinh ra lộ hàng. Cho nên tốt hơn hết chúng ta cố gắng hỏi càng nhiều người càng tốt. À, những người bên cạnh hay là những người cách xa vài ba cái nhà rồi đó. Có khi mình uống một ly nước, mình ăn một ly chè, mình hỏi chính những cái người bán chè bán sâu á, có khi là hắn lại ra việc. Ý thứ ba mình chia sẻ với các bạn là chúng ta phải chịu khó đi khảo sát để mua được một căn nhà ưng ý, vừa túi tiền, hợp phong thủy, có sổ sách ngon lành, thuận tiện giao thông đi làm, thuận tiện cái nơi đưa con đi học, đòi hỏi mất rất nhiều thời gian và công sức. Không phải dễ đâu các bạn, tìm rất là khó. Cho nên chúng ta đừng có nôn nóng, phải khảo sát thật là nhiều. Sau đó chúng ta sàng lọc chọn ra vài ba cái ưng ý nhất, sau đó chúng ta mới tính cái chuyện đàm phán. Phải chọn ra những cái ưng ý rồi mới đàm phán các bạn, chứ các bạn đừng có đàm phán ngay. Bình tĩnh, hãy khảo sát 10, 15, 20 cái gì đó. Cái nào mà không vừa ý mình là mình sàng lọc bỏ qua, đừng có vương vấn gì đến nó nữa. Còn những cái nào mà vừa ý rồi, tiền giá nó có thể cao hơn như thế nào đó, nó có khả năng là nó vượt số tiền của mình, nhưng mà cứ để đó cái đã, chủ nhà người ta hô thôi, chứ còn bây giờ chúng ta chưa trả giá mà. Chọn những cái mà nó ưng ý của mình, nó vào tầm ngắm của mình, sau đó chúng ta rút lại, chúng ta chọn ba cái bốn cái rồi chúng ta đàm phán ba cái bốn cái đó, ông nào chấp nhận hạ giá nó vừa túi tiền của mình thì mình mua thôi. Cái cách để mua nhà là như vậy đó các bạn. Muốn vậy là chúng ta phải có cuốn sổ tay ghi vào, chứ còn không ai nhớ đâu. À, đi đi mình nhớ thôi chứ bữa nay công việc nhiều, công việc cơ quan nó nhiều lắm, không có ai nhớ ra đó. Tốt hơn nhất là có cuốn sổ tay ghi hết vào. Những nội dung chúng ta tìm hiểu và chúng ta ghi như thế này các bạn này. Thứ nhất là địa chỉ. Rồi thứ hai là diện tích. Diện tích là có chiều dài, chiều ngang, chiều rộng. Rồi vuông ván mé mó như thế nào là các bạn ghi hết. Rồi hướng nhà là hướng nào, đông tây nam bắc. Rồi có đường rộng ở nhà của chúng ta là bao nhiêu mét,
Nếu đường kiệt bê tông là từ cái kiệt bê tông á ra đến cái con đường chính là cách bao xa? Rồi cái cách cái nơi làm việc của hai vợ chồng là bao nhiêu km? Rồi cách trường học của con là bao nhiêu km? Rồi xem khu đó có ngập nước hay là không, có ô nhiễm môi trường gì không? Rồi khu đó có an ninh trật tự gì không? Rồi kiểm tra giấy tờ, sổ sách, sổ hồng, sổ đỏ gì đó. Tại vì các bạn phải ghi hết thông tin mới nhớ, rồi mới về mới so sánh cái nào đắt, cái nào rẻ. Chứ còn không ghi rõ ràng chi tiết là về rất khó so sánh. Tại vì có những chi tiết mình quay, các bạn hiểu là như vậy. Rồi kiểm tra cái nhà là phải kiểm tra là cái nhà này xây dựng bao lâu rồi nè, ở được bao thế hệ rồi nè. Rồi cái cách thiết kế có hợp lý hay là không, công năng sử dụng có ổn hay là không. Rồi nội thất như thế nào. Nếu cái căn nhà cũ thì chúng ta phải ước lượng căn nhà này sửa mất thêm bao nhiêu tiền nữa. Chúng ta phải dự trù kinh phí, chứ không là nhiều cái nhà nhìn vậy, sau này mình kêu thợ xây dựng về, người ta đưa lên dự toán nó vượt quá xa, lúc đó thành ra chúng ta bể kinh phí, nó vượt quá xa kinh phí so với dự định ban đầu. Cho nên những cái nhà cũ là chúng ta phải xem cái kinh phí chúng ta sửa cái gì, nó mất tầm tầm khoảng bao nhiêu tiền. Thì chúng ta không có kinh nghiệm thì chúng ta nhờ những cái thợ xây dựng, người ta đến người ta tính cho mình. Đó, thì ngày nay đọc tờ báo thấy có một số ý hay ha, chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Bye bye, chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.